Vâng, xin chào tất cả các anh chị, mình đã đến với kênh Kim Hương Bất Động Sản Đồng Nai ha. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho các anh chị có miếng đất là tài chính chưa tới 500 triệu mà sổ hồng riêng luôn ha mấy anh chị ha. Bám hai mặt tiền đường luôn. Thì miếng đất ngay ở trước mặt các anh chị luôn ha. Đó, miếng đất bám hai mặt tiền đường là mặt đường này và mặt đường bên ngoài kia ha mấy anh chị. Mặt tiền đường này á, thì miếng đất này nó bám là 13m, 13,9m là gần 14m. Và tổng diện tích miếng đất này á là 293m2, sổ hồng riêng, sẵn sổ. Em đang bán với giá là 470 triệu, có thương lượng nhẹ ha mấy anh chị ha. Đây vậy em sẽ đi ra ngoài quay cho các anh chị coi cái mặt đường thứ hai của nó ha. Lô góc hai mặt tiền đường luôn nha mấy anh chị ơi. Quá rẻ luôn. Đất tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Đây, mặt tiền đường thứ hai đây các anh chị ha. Thì đường này là đường thông 5m nha mấy anh chị. Ô tô né nhau thoải mái ha. Đó. Đường này cũng thông ra, hướng này cũng thông ra bên ngoài đường bê tông luôn ha. Và điện là ngay trước đất mình luôn ha mấy anh chị ha. Đó. Kéo ngay trước đất mình luôn. Thì miếng đất này bám góc hai mặt tiền đường. Và cái mặt tiền đường này á, thì nó bám tổng cái chiều dài bám mặt đường này là 27m ha mấy anh chị. Đó. Góc hai mặt tiền đường nha mấy anh chị ơi. Và tổng diện tích của miếng này là 293m2, đang được bán với giá là 470 triệu, sổ hồng riêng sẵn sổ. Có thể sang tên công chứng ngay trong ngày cho mình luôn ha. Hiện trạng đất này đang là đất trồng cây lâu năm. Đó, và cạnh bên miếng đất của mình là có cái ao ha mấy anh chị ha. Đây, từ cái cọc này đi qua cái mép ao luôn ha. Đó, đi tới cái mép ao luôn. Em sẽ đi vào đất cho các anh chị coi. Đây, tới cái cọc này ha mấy anh chị ha. Thì hiện tại á, là miếng này đang trồng cây dừa, cây mít. Khá là nhiều cây ăn trái ha. Đó, đất ở đây thì các anh chị mua về và làm nhà vườn là quá tuyệt vời rồi. Ở đây người ta sẽ làm theo kiểu là xây cái tường bao bên ngoài thật là kiên cố, và bên trong là người ta sẽ làm cái nhà chòi. Đó, như cái nhà này ha mấy anh chị. Đó, người ta làm cái tường bao, xây cái tường bao quá là kiên cố luôn đúng không ạ. Và người ta làm cái nhà chòi bên trong nữa. Thì các anh chị mua về làm theo cái phong cách như thế này á, thì mình có thể cuối tuần mình về mình nghỉ dưỡng. Mình nghỉ dưỡng, mình ăn chơi cuối tuần rất là hợp lý luôn ha. Đất cạnh ao. Ao này thì của miếng đất khác ha mấy anh chị. Các anh chị nào có tài chính thì có thể mua thêm cái miếng ngay đằng sau miếng này luôn. Đang được bán với giá là 970 triệu, tổng diện tích 163. Đó, mua hai miếng này liền kề với nhau thì quá đẹp luôn mấy anh chị. Và vâng, và em xin nhắc lại thông tin của miếng này. 293m2, hiện trạng đất trồng cây lô 5, sổ hồng riêng sẵn sổ, đang được bán với giá là 470 triệu. Các anh chị nào quan tâm thì liên hệ với em theo số điện thoại em để ngay trên góc trái màn hình. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị trong những clip tiếp theo.